Thủ tướng vừa được đề cử của Iraq Haider al-Abadi ngày hôm qua cho biết việc thành lập một chính quyền thống nhất mới có thể sẽ được thực hiện trong 1-2 ngày tới vì các cuộc đàm phán liên quan đang diễn ra hết sức tích cực và mang tính xây dựng. Theo ông Haider al-Abadi, một nửa hiến pháp trong việc hình thành chính phủ mới đã được thông qua, nhiều cuộc gặp và các cuộc đàm phán quan trọng với các nhóm chính trị đã được tổ chức nhằm hình thành một tầm nhìn thống nhất về chương trình của chính phủ trong thời kỳ tới. Ông al-Abadi trong 2 ngày tới cho biết thì các bên liên quan sẽ đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này. Ông al-Abadi được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực để giúp xoa dịu căng thẳng giáo phái và đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vốn đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq.